phần 19. Sát pháp Bạch Mã hiện đề, vận dụng chiến thuật bỏ xe dẫn dụ, khiến điểm phòng thủ tại gọng sĩ của đối phương bị vô hiệu, khiến mã ở trên tuyến áp đáy hoặc tuyến tốt của đối phương có thể trao góc chiếu tướng hình thành sát cục kỳ diệu, sát pháp này gọi là Bạch Mã hiện đề, ngựa trắng lộ vó.